Đây là một cái bãi của nhà bác khách nhà em đã trồng được 20 cây. Năm nay là năm thứ hai. Về cái phần thân thì bây giờ nó đang trung bình được bằng cái ống 21 hoặc ống 27. Ở đây cỏ bác cũng không làm được này. Thứ nhất là phần cỏ bác cũng không làm, nó lên rất tốt này. Nhưng mà cái để mà năm nay thì cái vụ hoa của cây của những cái cây này thì cũng rất là kinh điển nha các nhá. Hoa ra rất là sai. Cây thì nhỏ nhưng mà tất cả các đầu chùm nó đều ra hoa. Cái này nó do lực của cây. Như cây này thì bây giờ đang rất là yếu, bởi vì là ra quá nhiều hoa mà các bác không cắt đi. Thì bây giờ cây này nó còn đang chuyển sang cái màu lá vàng rồi. Nó không đủ dinh dưỡng để nuôi cây. Không đủ dinh dưỡng để nuôi cây. Ví dụ một cây như này bây giờ nó đang tồn tại khoảng 25 đến 30 cái đầu chùm. 25 đến 30 cái đầu chùm như này. Đầu chùm hoa như này. Nếu mà các bác để ra quả thì nó cũng có quả thôi. Nhưng mà không nên để như này, bởi vì để như này thì cây nó sẽ yếu và nó sẽ không phát triển cây được. Thì các bác nhà mình cứ xác định luôn là mình trồng là mình đầu tiên là mình sẽ chăm sóc cây, xong mà đó là mình thu trái. Thì trong những cái năm đầu tiên các bác trồng thì khoảng 3 năm đầu tiên đấy, nếu mà bãi bằng lên tốt chăm sóc được thì là để 3 năm. Còn nếu mà các bác không chăm sóc được, gọi là nếu mà bỏ hoang như này thì các bác phải để tầm 4 năm các bác mới thu, thì cây nó sẽ to, cây nó sẽ phát triển, cây nó to ra thì các bác mới thu được nhiều trái. Cái thứ nhất này, cái thứ hai là nó mới đủ dinh dưỡng để nó đậu quả và nó nuôi những cái quả trên này, nó thành những cái quả mẩy đẹp được nhau nhé. À, ví dụ như cây này mà tất cả những cái đầu chùm đầu hoa này nó đậu quả hết thì nó quá là sai, mà mình không bón được thì nó thậm chí nó còn bị lép quả đi đấy. Các bác lưu ý, rất là lưu ý những cái vấn đề này đấy. Hoa rất sai, rất đẹp nhưng mà nhiều hoa quá đấy. Các bác không phải lo về cái chất lượng của cây đâu, không phải lo về những cái phần mắt ghép đâu, bởi vì nhà em dương trực tiếp là em là người đi thu mua, em là người đi thu mua trái bồ kết, cho nên là những cái cây nào nó thật sự là xuất sắc, nó sai quả và nó có những cái lượng quả gần như là khủng khiếp luôn ấy, thì em mới lựa chọn để làm những cái cây bồ kết đầu dòng và chuyên để lấy mắt ghép. Thì đối với những cây ghép nhà em đã xuất bán đi thì em cam kết cho các bác là trong vòng 2 năm là cây sẽ bói, tỷ lệ bói sẽ là 100%. Như cây này là cây năm thứ hai đây đấy. Nhưng mà để cả khuyên các bác là để mình thu hoạch thì mình phải thu hoạch vào năm thứ tư hoặc là năm thứ ba, nhanh phải năm thứ ba nếu có chăm sóc tốt đấy. Đây thậm chí là một năm bác cũng chỉ bón được cho nó một lần thôi. Còn mình chăm sóc 100 cây này một năm các bác phải bón cho nó tầm 3 lần. Cây nó to ra thì nó mới đủ dinh dưỡng để nó nuôi những cái hoa này và đậu được quả nhau nhá. Nếu mà mình thu như này thì cây nó sẽ cằn cỗi cây đi và cây nó sẽ không phát triển rất chậm. Ví dụ đến năm thứ 5, năm thứ 6 là xác định mình phải thu được tầm khoảng 40-50 kg trên một cây. Nếu mà các bác thu luôn từ năm thứ hai như này thì cây nó sẽ không phải để phát triển được, và những cái cành răm nó không thể có được, không thể nhiều cành răm để mà có được cái sản lượng năm thứ tư, năm thứ năm để cho mình thu được nhau nhé. Năm thứ tư thì nó chỉ hơn này một chút thôi, nhưng mà nó chỉ may là mắn là nó bằng cái cây trá này thôi đấy. Nhưng mà nếu mà các bác cứ cắt hết những cái lớp hoa này đi và các bác chăm sóc vào thì năm thứ năm là các bác thu là nó sẽ được nhiều, nó sẽ được nhiều răm, nhiều cành thì nó sẽ được nhiều hơn nhau nhá. Đây này, hoa, lượng hoa rất khủng khiếp này. Đấy, cô bác anh chị nào có nhu cầu về cây giống bồ kết ghép, cây giống bồ kết thì các bạn liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình. Đấy, nếu mà các bác ở gần thì cũng trân trọng kính mời tất cả các bác có thể qua trực tiếp nhà vườn thăm cây và giao lưu với nhà vườn em nhé. Nhà em thì ở xã Lan Dưới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Em chuyên cung cấp cây giống bồ kết ghép và khuyên bà con là lên trồng cây bồ kết ghép. Đấy, còn cô bác anh chị nào mình nếu mà mình có khả năng mình ghép được, hoặc các nhà vườn không có cây ghép, không có cây thực sinh để ghép thì bên em cũng có giao lưu cây bồ kết thực sinh. Nhưng đối với cây bồ kết thực sinh thì các bác để mà các bác nông dân trồng ấy, thì các bác không nên trồng cây thực sinh, bởi vì cây thực sinh nó toàn cây đực thôi. Mà để mà nó ra hoa được như này thì các bác phải trồng 5 năm đến 7 năm. Nhưng mà đây là năm thứ hai của đối với cây bồ kết ghép, nó đã ra hoa rồi. Mình đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và cái sản lượng sau này nó thu hoạch thì nó sẽ ok hơn nhau nhé. Em Dương xin phép được dừng cái video ngắn tại đây. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi video. Mọi người đừng quên cho em Dương xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video này đến nhiều người khác để mọi người có thể biết được đến cây bồ kết ghép nhau nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai. Xin chào.